Nếu bạn đang cảm thấy kém may mắn thì hãy thử trồng cây phong thủy đi. Tiếp tục với những loài cây vừa có giá trị phong thủy lại thu hút vận may. Với màu sắc sang trọng, không cầu kỳ nhưng đẹp một cách thanh tao, nhã nhặn, ngọc ngân được mọi người xem là một miếng ngọc bội quý giá. Theo quan niệm người xưa, chỉ có những gia đình quyền quý cao sang mới có ngọc bội bên mình nhằm xua đuổi cái xấu và đem đến tài lộc, vận may cho chủ nhân. Với màu xanh trắng nhẹ nhàng, ngọc ngân cũng khiến ta có cảm giác dễ chịu khi đặt chúng trong không gian sống và làm việc. Nếu bạn đang muốn thử cải vận và không gian sinh hoạt trở nên tươi mát hơn, thì ngọc ngân sẽ không làm bạn thất vọng.